trời đây. Ở ngoài kia người ta gia đình đoàn viên, ai cũng đang đón chào xuân rồi. Nay tha phương chỉ một mình con, xuân năm nay mẹ ơi con cũng không về nơi quê nhà. Mẹ cha đứng chờ mong trời Tây đến ngày 30, rực pháo nơi nơi ai cũng đón mừng, nơi quê nhà đang nhộn nhịp vào xuân. Mà còn giờ đang lưu lạc nơi đây, mẹ ơi con khóc nữa rồi, đứa con vừa tủi thân đời tha phương. Trời Tây đến ngày 30, rực pháo nơi nơi ai cũng đón mừng, nơi quê nhà đang nhộn nhịp vào xuân. Mà còn giờ đang lưu lạc nơi đây, chào xuân không bệnh không cha, xuân dư người quạnh hiu chỉ mình con. Xuân dư người quạnh hiu.